hơi may mắn. Chào Romy. Ô, xin chào. Ủa, là một cái lon không? Mình nên vứt rác vào thùng rác thôi. Là tốt lắm. Ờ, anh gì? Ờ, ờ. Công viên cần được dọn dẹp sạch sẽ. Đúng vậy đó, vì nơi này là dành cho mọi người. Cả hai làm tốt lắm. Việc này thật kỳ lạ. Các bạn trẻ trong công viên thật dễ thương và tốt bụng. Mình rất thích, rất tốt. Mình nên tìm thêm việc tốt nữa. Tốt tốt. Con chào bà. Con giúp bà nha. Con thật là tốt bụng. Cảm ơn con. Đúng là một cô gái tốt bụng. Tốt tốt. Làm công việc tốt. Cái này là cái gì vậy? Dễ thương ha. Cú cậu này em đi. Thêm bàn thắng nữa nha Marilu. Wow, cậu đã ghi được 3 bàn rồi. Marilu thật là tuyệt vời. Được rồi mấy em, đội của Tommy giành chiến thắng. Không đợi nào. Marilu hoàn toàn đánh bại tất cả chúng ta. Tại sao cậu lại cười? Chúng ta thua vì cậu không phải là thủ môn giỏi đó. Cái gì? Chúng ta thua vì cậu không ghi được điểm nào mà. Cậu đã thua cái gì? Cậu là thôi mà, đừng kể thế. Marilu, hôm nay trông cậu vui quá ha. Là do những việc tốt xảy ra hôm nay đó. Sáng nay mình dậy trễ nhưng không bị kẹt xe nên mình không đi học trễ. Mình quên có bài tập về nhà nhưng cô giáo lại không kiểm tra. Và tụi mình có bánh pizza thịt hun khói yêu thích của mình cho bữa trưa. Mình nghĩ có thể cậu đã có một ngày may mắn đó. Hoặc có thể là vì cái dấu này. Đó là gì vậy? Ngày hôm qua khi mình giúp một bà lão xách đồ, mình đã thấy một cái gì đó xảy ra rồi. Sau đó cái này xuất hiện trên tay của mình. Thật kỳ lạ ha, mình không biết chuyện gì xảy ra nữa. Đó là... Nó là gì vậy Husby? Em chắc chắn đó chính là con tem tốt bụng chứ chứ. Hả? Tem tốt bụng? Thật ra thì gần đây mình cũng có nghe những lời đồn về con dấu này rồi. Nghe nói á, là ai làm việc tốt thì sẽ có được nó trên tay của mình đó. Thật sao? Vậy tuyệt quá đi. Chắc mình tốt bụng luôn mang đến may mắn cho những ai làm việc tốt chứ chứ. Với con dấu này, điều đó chỉ xảy ra là một ngày thôi chứ chứ. Vì Marilu có con tem đó trên tay nên chắc chắn là Goodpin tốt bụng đang ở quanh đây rồi. Dạ, có lẽ Goodpin đang ở gần đây chứ chứ. Ôi không, mình hoàn toàn quên mất mình có việc phải làm ngày hôm nay rồi. Hả? Dù sao thì cũng hẹn gặp lại ngày mai nha. Tạm biệt các cậu. Tạm biệt các chị chứ chứ. Không biết chuyện gì xảy ra với cậu ấy. Mình không biết nữa. Là như vậy đó. Phải đó. Cậu có nghe thấy không? Dạ, mình nghe thấy rồi. Marilu ghi được 3 bàn là nhờ con dấu trên tay của cậu ấy đó. Như vậy có nghĩa là gian lận đúng không? Vậy đó là con dấu may mắn sao? Nào các cô gái, hãy biến con dấu đó là của chúng ta. Nhưng mà bằng cách nào? Các cậu đừng lo lắng, mình nghĩ mình biết cách rồi. La 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 la. Hãy xem các em bé ngoan khác đang ở đâu nào, tốt tốt. Ôi không, họ đang vứt rác ở khắp mọi nơi luôn. Hả? Có một người tử tế kìa.
Trời ơi, mình không thể tin được. Đường phố rất bẩn và đầy rác. Mình nghĩ mình nên gom lại để bỏ rác đi. Chị ấy có tốt không? Mình nghĩ mình là người tốt bụng duy nhất. Người duy nhất nhặt bó rác này chính là mình nè. Lina, mình không nghĩ có người thực sự có thể nghe được cậu nói đâu. Tránh ra đi nào. Ôi, không. Các biển báo bị rơi xuống rồi. Mình nên đặt chúng lên. Cái gì? Chị ấy tử tế sao? Có người vẽ bẩn lên bức tường này. Mình nên chùi sạch nó. Nhưng chờ đã, Lina, cậu có chắc là cậu thực sự có thể lấy được con tem bằng cách này không? Mình đang rất là mệt đó. Cái gì? Các cậu không thể dừng lại ngay lúc này. Mình sẽ xóa hết những hình vẽ này và chứng minh với mọi người mình là người tử tế. Nè, cô gái, cô đang làm cái gì vậy? Chạy đi nào. Hãy nói cho em biết các chị đang làm gì vậy tốt tốt. Cuối cùng cũng tới rồi. Chắc em là nàng tiên may mắn ha. Tốt lắm, chị thật sự tử tế. Cho nên hãy đánh dấu cho chị ngay đi nào. Chị không phải như vậy. Em sẽ không bao giờ đánh dấu cho một người xấu đâu tốt tốt. Đừng có kiêu ngạo như vậy. Và cũng đừng có ích kỷ được không hả? Mau đánh dấu cho chị nhanh lên. Đứng lại. Mấy cái này là gì vậy trời? Họ đúng là những người xấu mà. Mau dừng lại đi. Còn lâu nha. Làm thế nào để chúng ta bắt được Goodpin tốt bụng đây ta? Chị Rumi giờ để đó cho em đi Dada. Vì Goodpin tốt bụng thích những bạn nhỏ tử tế nên cậu ấy sẽ luôn phản ứng với nhân vật ngay thẳng giống Darabin. Dada. Được rồi, chị tin ở em đấy, Darabin. Con bé chạy đi đâu rồi? Mình đã mất dấu nó. Nhỏ mà chạy nhanh thật nè. Các cậu đang làm gì vậy hả? Không phải việc của cậu đâu, Romy à. Hiện giờ chúng ta không có thời gian cái việc này đâu. Hãy đi tới chỗ có thêm rác để bắt con bé đó thôi các cậu. Đi thôi nào. Chị nghĩ chúng ta có thể gặp Goodpin tốt bụng rồi. Cậu ấy thật sự ở gần đây chứ chứ. Hả? Cậu ấy đang ở gần đây đó đã. Em là Goodpin tốt bụng hả? Ôi không, tốt tốt. Đã tới lúc biến thân rồi. Sức mạnh vô thực mau hiện thân. Sức mạnh trung thực bao hiện thân. Mau dừng lại đi Goodpin. Mau dừng lại đi. Chị đuổi theo con tem của em sao? Không có cửa đâu. Tốt tốt. Em đang nói cái gì vậy? Hình như có hiểu lầm gì rồi đó Dada. Chị cần dùng phép thuật để bắt em ấy. Phép thuật công chúa Claudia. Mình không thể để mấy người xấu này bắt được để lấy con dấu của mình. Mọi việc đang trở nên tệ hơn. Chúng ta nên làm gì đây? Chắc rối rồi đây Dada. Ê, chị có chân kìa. Có chuyện gì vậy Dada Pin? Chạy xuống cầu thang bằng giày cao gót rất là nguy hiểm đó Dada. Chị phải đi từ từ thôi Dada. Dada Pin, em ấy sẽ biến mất nếu chúng ta không chạy nhanh đó. Đi thôi. Coi chừng. Mém chút là đụng trúng rồi. Em không sao chứ? Chạy xuống cầu thang như vậy là nguy hiểm lắm đó. Em biết rồi, em cảm ơn chị. Làm đi tiếp đi. Chị đã giúp người khác mà không nghĩ tới bản thân mình. Chị là
là một người tử tế, tốt tốt. Rất tốt, rất tốt luôn. Oh, Good Pin. Đã đến lúc mình quay trở về bên cạnh công chúa thân yêu rồi. Sức mạnh trung thực, thu thập tiểu tinh linh. Làm bạn với một công chúa tốt bụng. Ôi xong, hãy xem này, có rất nhiều rác, mình nên dứt tất cả chúng đi. Lina, mình nghĩ nàng tiên đó sẽ không đến đâu. Mình thật sự muốn về nhà liền. Im lặng, cậu làm em ấy chạy đi mất rồi đó. Ôi trời ơi, mình có thể trở thành người tử tế sao? Mình chắc chắn mình xứng đáng được con dấu may mắn. Mình là người tử tế nhất trong thị trấn này. Luôn làm việc tốt nha các bạn.